Được rồi, xong luôn. Rồi, xong luôn. Ôi, Vinh ơi, được con lươn luôn nè. Vinh, được chà vá luôn. Này, Vinh có mồi rồi, Vinh có mồi bán rồi. Bữa nay gia đình mình có mồi bán rồi Vinh ơi. Để mình xem quá thành quả của hai mẹ con mình ha Vinh. Quá chàng mê luôn rồi Vinh ơi. Con lươn hết sức ngon hả? Lươn này rung động quá. Mê nè, ơi lươn nè. Ôi lươn này ngon rồi. Cả sạc nhóc luôn. Dạ hai mẹ con á, xin kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nãy cả nhà ông xã em đi làm rồi, hai mẹ con em ở trên thủ á, đi thăm mấy cái lợp á để làm cơm chiều á, đợi ông xã em về ăn cơm luôn. Dạ mời cả nhà cùng đi thăm lợp với hai mẹ con em luôn nha. Đi con, nên mình đi thăm lợp. Ôi, dính cái sạch, dính con cá lóc. Không phải, cá bóng dừa bên đây. Dính con cá bóng dừa biết bự luôn nè. Mẹ nhìn con cá bóng dừa nè, mẹ tưởng là con cá lóc cứng không á bên. Đây mẹ đợi cá nha. Người cá nè, cá nhóc luôn. Rồi con. Cái này cá sặc nhóc luôn, có hai con ốc bự nữa nè. Dạ. Cái này nó không chịu ra rồi bên ơi. Ốc. Nè. Con ơi alo. Đây, con cá bóng dừa bự hết sức luôn nè Việt. Cả mẹ nhìn xa mà con cá lóc cứng luôn á. Bự ha. Rồi, mình đi qua bên kia mình thăm cái mấy cái bên kia nữa thôi. Coi chừng nó nhảy nữa. Cái này ăn ngọt lắm á đi, ngon lắm. Ờ, ở đây luôn à. Ở đây mình đi vòng xong cái mình lại cho mình đặt lại ha. Đây. Ờ. Đi coi. Nè bỏ dép luôn nè. Con cua này nó vô á, thế nào nó cũng bị, nó cũng cắt lưới là bên. Nó bổ rồi nè. Con cua này mà được chừng 5 con à, là mình nấu được nồi lẩu luôn á. Đây, con cua bự cái cá nó được mấy con cá nè, cái này bắt cá ra luôn. Ôi, Vinh ơi, được con lươn luôn nè. Vinh, được chà vá luôn. Này, Vinh có mồi rồi, Vinh có mồi bán rồi. Bữa nay gia đình mình có mồi bán rồi Vinh ơi. Này mày đổ vô mới được. Đi xích lên này để thôi hả? Nó bún ra được á.
vô lập nha. Nó không chưa vô luôn. Rồi được con đuôi bự hết sức bự luôn đó cả nhà. Ok. Mừng. Để đây. Mình để ra đây lát nữa mình đi ra đặt, đi đặt lại. Mình đi thăm cái là kia nữa. Đi đó. Là có động là đi thăm núi rồi nè. Không làm chứ. Ôi. Ôi. Rồi. Đây. Lội đi với mẹ chút xíu. Đi đỏ mà thôi cho. Ôi, chín con rùa nữa nè. Ý, ba con rùa luôn cả nhà ơi. Ba con rùa bự quá. Bữa nay mình được ba con rùa nữa nè Viên. Hay là. Ừ. Mấy con rùa này còn nhỏ, lát mình vô mình thả đi. Mấy con rùa này á, mẹ không dám bắt đâu Viên ơi. Mẹ đút tay vô sợ nó cắn à. Mấy mình để đem vô nè. Cái mình gọng đi. Chiều ba về á, chiều ba bắt thả giùm mình ha. Đi thả hả? Để chiều ba về mượn ba thả đi. Chứ mẹ không dám bắt đâu, sợ nó cắn á. Đi con ơi. Cắm này vô. Ui, ui, cái bò kìa. Ngồi rồi, nha. Rồi xong luôn. Rồi xong luôn. Trên đây này. Ôi được hai cá luôn nè Vin. Được hai cá rô luôn nè Vin. Hả? Lao mẹ lên hả? Đâu đây chú? Trời. Được hai cá rô đồng nè. Uống lu luôn á Vin. Thấy cưng quá ha. Ừ. Ở đây không? Ừ đi vô, để mẹ đổ ra thùng cái. Mình đi vô. Bữa nay hai mẹ con mình đi thăm lợp được cái gì là cũng trúng mánh rồi đó Ben. Tưởng đâu. Đi vô con. Đi về nhà mình chứ. Ê. Này có Ben đi chung á, hên á. Nha. Đi vô. Cái sạc này nè mình đổ ra nó khó có ra đó phải. Múa lên không sao vậy em xuống đi con nó chị về bữa nơi về nó chị về rồi về nó về ok ừ nó chịu về nó chịu về xong rồi mình đi chứ dạ ừ ngon nha thì cũng luôn với hai cái sạc ngon lắm. Chưa. Chưa được chừng xịn nha. Đây, mình xách nó về vô. Để chị ba về ba tính nó đi. Rồi, nặng nha. Có ba con mà nặng nó sợ nè. Cá bò. Để mình xem quá thành quả của hai mẹ con mình ha Vin. Quá chàng mê luôn rồi Vin ơi. Ủa, luôn hết sức ngon hả? Lưng này lưng đậm lắm. Ôi lưng này nè. Ôi lưng này nè. Lưng này đã sạc nhóc luôn. Lưng này chết đi. Xong rồi. Mẹ vô mẹ màu cá. Nè. Ghê đi cái gì. Con cua rồi nè. Ghê đi cái gì. Cua đậm gì là bự lắm luôn á cả nhà. Hai con cá vô. Hai cái rùa uống nù luôn cả nhà.
mới đi thăm lợp vô nè. Được, được mấy con cá nè. Ừ. Con luôn hết sức ngon kìa. Có cua đồng nữa hả? Mình đây có miếng cua đồng nữa kìa. Nè cua chà bá luôn. Một cái càng kình nè, cua kình á. Em xin chào cả nhà nha. Con cua hết sức bự luôn ơi. Cái này em có sạch rồi nè. Dính cá gô nữa hay. Dính được hai cá gô đồng luôn hả? Ngon hết sức luôn. Không có dính cá chê nào hết. Hết biết con lươn đồng của ơi. Cá chê lâu không có con lặng. Ờ cắt đi em, cắt đi gọn gọn vậy nha. Ngon nha, thịt vàng tươi lắm rồi. Nghệ ơi, cái ham quá ngồi coi luôn. Bữa sáng nay gì sớm nè. À không, bây giờ mưa, bây giờ bò. Mưa, đục xong rồi hai anh em về luôn. Vâng. Ờ con lươn bự quá, ờ bự, bự bằng cái đầm tay con luôn. Đó. Cái này làm gì ăn vậy? Kiếm miếng bắp chuối đi, bắp chuối với thịt chuối cay, cho mình làm lẩu quá, lẩu chua, lẩu hả? Nó lẩu đi, ừ, nó lẩu thì bữa mình nhúng bắp chuối chuối cay ăn ngon quá, ngon, với trà này nát cái là mưa, mình ăn trong mưa. Rồi đi anh đi kiếm đi, em mặn, em rửa sạch nè, em đem để gáo, em đi thay đồ cái, anh cũng đi kiếm cái bắp chuối nào mà cái kiếm chú cày xong rau gác rồi xong cái anh cũng tắm á đi hồi gần rồi kìa ở đây nhìn thấy bắp chuối luôn kìa anh thấy không à, mình đã bắt bắp luôn hai bắp luôn rồi. Rồi đi 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 bên đây lát lát xong rồi rửa cái phích nè em mời hai anh em anh định nước uống phích định nước đá à, gọn ha ờ dễ thương ha rồi chú quay chuối bên, ngon ha bên kia kẻ chín vàng tươi luôn bên kia kẻ không gài nữa chán là chán luôn luôn á. Ngọt còn. Ngọt ngay vậy anh. Em kiếm cây chuối á cả nhà. Lát vô cho bà xã em á, bào xong cái mình ăn với lẩu cho nó ngon. Hôm bữa làm lẩu á bằng cái chuối cay nè, nó ngon á, bữa nay bà xã kêu kiếm chuối cay làm nữa. Em kiếm cây chuối cay xong á, em đi kiếm thêm một cái bắp chuối nữa. Đây có cái bắp chuối á, hết sức bự luôn á. Hôm bữa là hai vợ chồng thấy rồi. Mình bữa nay không có chỗ giải hết. Đợi cá gáo á, em qua em bắt chảo lên á, em nấu nước lẩu luôn. Em nấu nước lẩu á, em phi tỏi cho nó thơm. Đợi nước sôi á, em qua em ướp cá với lươn á để cho cá với lươn nó thấm chắc thịt cho nó ngon. Nè. Ủa anh hái quế nữa đó hả? Quế, quế mà bỏ vô lẩu chua thơm. Ừ, nó thơm á. Thơm thì kêu bằng nhức nách luôn à. Ăn rồi ôm cái nách không? Phải có tắt thì chà nách. Ừ. Vậy anh bào giùm em luôn ha. Anh bào xong giùm em cái hả? Anh hai đi tắm luôn. Em này em ướp cá cho nó ngon. Được con cua đồng á, em ướp em nấu luôn cho nó ngọt nước. Con cua này chừng 10 con là làm được là bún riêu luôn em ha. Đúng rồi. Với lẩu anh, lẩu cua đồng ha. Em cho vô xíu bột ngọt. Với chút nước mắm. Lươn này là mình ướp nước mắm á, nó chắc ngon. Với cho thêm một ít tỏi phi á, cho nó thơm. Trộn ra. Điều anh cho ra dĩa luôn ha. Nhìn. Nãy đổ con cá bóng dừa lên anh. Em nhìn tưởng là con cá lóc cứng phải không? Bự em ha. Bự. Nấu con dừa bự bự vậy á, chiên tương ngon lắm á. Ừ, nó bún lèo cũng ngon. Lèo thì thôi, nó ngọt dữ lắm, ngọt luôn á.
cái chú cây em, mình lấy cái lỗi như nè, mình bào ra nó trắng phiếu à. Ngon hết sức. Ăn nó ngọt cái giòn. Ờ mà tính ra cái chú cây, chú sáp nè, ăn nó ngon quá ha. Chú giờ có giá lắm nè. Sao em biết? Bữa hôm qua mới bán. Vậy là hôm qua mới vô tiền lại. Ba quầy được 100 mấy chục ngàn. Dữ vậy ta, vậy ba quầy được tới 100 mấy chục ngàn hay sao? Nãy 8 ngàn. Ủa lý quầy vậy bữa nào anh đứng ra mình trồng cho em nữa ha. Còn tháng mưa nè mình trồng nó dễ hơn. Dễ sống. Mình không cần tưới. Anh như cá này cũng được một dĩa. Em cho cá ra dĩa sao mày em qua em coi nước sôi chưa ha. Anh bảo bắp chuối á, anh có nặng vô trái tắc nè, cho nó trắng. Cái bắp chuối là kêu anh bẻ ăn sau hè nhà mình á. Bự ha. Hồi bữa em thấy em nhớ không? Bữa nay nó chỗ giải nè anh bẻ luôn. Chuối trắng tươi ha. Mình thấy ngon em ha. Bữa nay anh thấy ăn trong mưa chắc nè, tối trời nữa. Chuyển mưa đen thui hết trơn. Đám mưa này cũng không nhỏ đâu ha anh. Lớn á. Cái bổ chuối nó dính cái chỗ này em ha. Nó dính vô trong đó là khó bào lắm. Lâu lâu á mình phải gỡ ra. Để thôi nó cà chợ kia. Bào nó không đi. Đúng rồi. Nồi nước em mới nấu nãy thì cũng xong rồi. Để cho gia vị vô luôn. Mưa tới luôn rồi cả nhà. Ở ngoài mấy giờ hai vợ chồng em á ăn cơm tài trong mưa không. Em dành cho chút nước mắm. Xong rồi em cho nước cốt chanh vô luôn. Cho nước cốt chanh vô, cho chút quế vô nữa là anh múc ra xong á, dọn cơm cho cả nhà ăn được. Em cho vài trái ớt á, cho nó thơm. À, nước lẩu sâu dữ rồi nè, em cho luôn với cá vô luôn ha. Cho vô lươn vô trước đi em. Đường lâu chín hơn cá. Em cho con cua vô luôn cho nó ngọt nước. Em cho hai cái rô vô luôn. Nhìn cái rô là thấy ngon liền. Em có ớt và tỏi phi á, cho nên nó thơm. Cua lương đồng nhìn hấp dẫn lắm em ha, nhà nghề. Mình nấu đi lát mình chừa cho em bơm một phút nữa. Chừa cho chị Hai nữa, chừa cho chị Hai, nặng chị Hai đi học về chị Hai ăn. Chị Hai thích ăn lương. Dạ bữa nay á, hai mẹ con em đi thăm lợp á, được con lương với mấy cá sặc với cá gô á cả nhà. Em đến là em làm lẩu nhúng rau bắp chuối với cây chuối á. Vậy mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình em luôn nha. Mời cả nhà dùng cơm gia đình em. Cá cho chín rồi em ha. Chín rồi đó anh. Nãy giờ mình để cũng lâu rồi đó. Em vớt bớt bọt. Thơm nha, thơm mùi quế. Cái này mà em bỏ ớt nhiều vô là giống như là mình làm lẩu ớt hiểm luôn ha. Thơm. Bọt chuối là nó sẽ tắt vô trứng tươi nhỉ, ngon chút không? Cái này là em nhận chứ. Giờ chở nó về, từ chở nó về tới đây xong cái lại với này mưa liền ha. Nếu như mưa từng chỗ vậy ha. Thôi làm lúc này nó chưa mưa lớn nè. Nãy là ào tưởng đâu lớn dữ lắm. Tưởng là tới ha. Tưởng là tới. Ăn cơm trong mưa nữa nha. Em đắp cho con một phút lương ấy. Để pin đợi hoài với ta. Lương là nó quả dữ rồi. Quả rồi. Quả rồi anh ơi. Đây. Em đây con. Quả mê nè. Nè. Dì mất cỡ nữa. Nó gây dấu là con lương có nửa cùng tay á. Dạ. Yeah. Có cùng tay con luôn á bên không? Trời ơi. Không ba không mà đóng không mẹ đâu. Không ba. Ăn lạnh ăn nhà bữa ba lạnh luôn cái ba dẫn đi ăn nha bên nha. Ngày gán đi. Anh để ớt nguyên trái anh ăn cẩn thận nha. Quá lạ. Ăn nước à. Em thấy rau là em ăn rau luôn. Rau ngon. Quá đã.
Chứ gần này ta kêu bằng lẩu ấy luôn á bên. Lẩu cua đồng luôn á, tại có con cua đồng. Lẩu lương cũng được ha. Lẩu lương, lẩu cua đồng. Nghe tên nghe sang ha. Anh thấy là mình ăn lẩu miếng rau à, nên ăn món kho. Có con đi cái ngon lắm không? Có trứng luôn hả? Có mềm luôn á chà. Nóng à. Để từ từ nữa. Cái sạc nó béo trời. Ngày đi làm mất mưa không ta? Chứ mùa mưa bão mà. Như vậy anh em cũng mệt hết. Không còn nhiều như chưa. Nghỉ hết năm mấy à. Làm lại mất mới à. Kể làm từ từ. Có lại. Để chịu lấy nhau. Tại mình bỏ đi trước mà. Bỏ đều luôn tới giờ ngon. Cái đậu cái gì có trứng, cái gừa có trứng ngon chấm nước mắm vậy. Cái gừa nó béo, cái gừa đồng mà được bên lớn này là bự lắm ha, bự dữ lắm rồi em. Ừ. Ăn thịt nó ngọt hết sức mà. Cái mương đó như em thấy cái gừa nhiều ha, cái gừa cái chê nữa ngọt. Ừ. Luôn lương. Bin đã tự bới cơm xong rồi Bin kêu Trang nước canh cho Bin nè. Bin chan nước canh cho Bin xong rồi cái để cho con bọc vào nha. Cái này giống như canh chua với Bin cũng ngon lắm á. Mê Bin nếu cậu có canh chua hay là canh hầm vậy á là Bin mê hả? Okay. Mẹ cũng chan. Quý chị à. Cậu này mình có bún ăn cũng ngon á. Đúng rồi, cái này có bún ăn cũng bắt lắm á. Ừ. Nhìn con lươn á, vàng nghệ nhìn thấy ngon hết sức ngon. Tối trời nữa. Anh nấu cái nước thịt luôn không? Bữa nay mưa nữa em ơi. Phải chịu thôi. Thôi là anh về sớm nữa anh. Chứ thôi về mất mưa. Ở chảnh hai anh em anh đục cả tiếng hồ nó mới về á. Nóng hả bên? Đi rồi rồi. Ừ, nóng ăn từ từ coi. Từ từ coi. Nghe lên nè. Ừ. Nghèo. Nghèo. Nóng. Không biết. Ừ, mời ông bà cô chú giỏi. Thấy lương ngon á, mượn bà cô chú ăn. Lương này cũng có công của Bin nữa đó. Ngon à? Ngon hả con? Phải có em bơm ở nhà, em bơm mừng lắm luôn á. Lần này em bơm thấy là em bơm kêu lắm lắm. Mà làm cái khúc lương này là tới không bên đây. Lần cho nó thấm ra. Quá trời, để bít một cái dĩa chén nước chấm luôn. Ngon quá bên à. Cấp chú nó dọn đảo đi. Để cái khứa lương này gần cái muốn ngon bích. Với cái chén con. Giống dừa, dừa héo héo là lụm. Mình uống dừa héo rau ăn nó giòn ha. Nó đã.
thêm khứa nữa, khúc nữa gần xong hết bên ha. Trời. Ăn lương hay gì cũng bỏ quá mọi người. Chắc lát, xương ha. Lát rồi cho em khúc. Chú cây thấy gì ăn giòn mà ngọt lắm. Ba thổi. Ba cắn thử miếng cỡ bụi vô. Mà gỡ hai cái bên này là mới đã đó mẹ. Bên này nó dai đã lắm. Thì con dễ nè. Làm gớt á hả? Được anh. Nãy á, anh đi đổ lú được. Mấy con rùa nữa. Mẹ em không nhắc bắp là thả. Đi 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 đi. Anh ăn xong mà. Cái nó còn nhỏ á, tao tội nghiệp nhé. Hôm nay mình thả con bộ mà em à. Ừ. Thả nó không xinh. Tại vì nó xong cái đồ xuống á, nó nhỏ quá, nó mới ra. Đúng rồi. Vô ra không được không? Ừ. Anh phải bóc ra mới được. Giờ hai con nữa hả? Ba con. Ba luôn hả? Ừ. Còn cá rô có trứng nè. Ừ. Trứng bé. Tao ăn trứng cá nữa mụn á. Dạ. Cái bản ngon. Có mặt anh mà xạo mụn gì nữa. Giống ổ gà quá. Biết chám mặn gì đó. Có bông xi măng á. Lấy nhắm á mình đánh được. Đánh xong rồi quét OB hả? OB hả? OB là gì ạ? OB cái gì bóng bóng á bằng cái gì cái đó anh ta kêu bằng bo ừ. Thay gỗ rồi đó hả? Đúng rồi. À, bóng dữ nghe bóng hới đi đưa rồi rồi con bê cái gì tệ gì lắm vậy ba nóng hả con ba cũng sắc dữ hai bên không sắc trầm chút mồ hôi cũng ra nắm nha ta. Đó là ngọt luôn. Bắp chuối ăn ngọt ha. Cây chuối á. Ăn cũng giật ngọt mà giòn cái bắp. Chuối ngọt luôn. Ngon quá. Mình gỡ cũng ngon. Ngon gỡ gà thôi. Đã luôn nha bên nè. Gà là ok luôn á. Nước này nó ngon. À, đây nè. Ba chiếc ngọt đó con. Ừ. Đi đi. Rồi, đuổi nha. Rồi, rồi, rồi. Ừ. Cái nước đã đây á. Nước á. Mình ăn chua mặt mặt. Mình ăn lẩu mà ngay trời mưa mình cũng sướt mồ hôi bình thường à. Chà, còn con cua, con cua đặt cho em đặt, cái cài con cua đặt ra cho con bơm à. Dạ, video của gia đình em á đến đây cũng kết thúc rồi, em hẹn cả nhà vào đó kế tiếp nha, em máy bay cả nhà, em máy bay cả nhà.